Chào mọi người, em xin giới thiệu mọi người một con máy cắt cỏ Mitsubishi DB. Máy bình xăng dưới. Máy này máy của Nhật nha mọi người. Có lúng bơm xăng. Tay ga chết, mọi người muốn thay tay ga bóp kiểu kia thì được. Công tắc rồi đấy. Chắn cỏ. Đầu vò. Sau đây em xin tiếp tiếng nổ mọi người. Người mua máy thì được tặng mấy món đồ đi kèm là dao dây đeo tiếp ở Buri. Mọi người kết con máy này thì liên hệ số điện thoại 0974649773 và 0307014491. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video.